Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của câu chuyện 17 năm một mối duyên âm của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 5 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoa gật đầu liên tục muốn biết chân tướng của sự thật. Người đó bảo Hoa hãy cho anh ta một thứ quý giá nhất trên người của cô, rồi anh sẽ cho cô biết. Hoa nổi giận đùng đùng, anh ta lắc đầu đáp. Hai người họ còn mang linh hồn trao đổi cho quỷ rồi, không cứu thì không nổi một tuần nữa, họ sẽ lập tức xảy ra chuyện không may. Tôi không có gì quý giá cả, anh muốn gì hãy nói thẳng ra đi. Anh ta chỉ tay vào đồng xu Hoa mang trên cổ. Anh muốn có nó. Chỉ vậy thôi sao? Vậy em muốn dùng gì khác để đổi hay muốn tặng thêm gì nữa? Hoa xấu hổ vì suy nghĩ ban đầu, cho nên lập tức tháo sợi dây có đồng xu đưa cho anh ta. Anh ta lúc này giục. Ném nó xuống sông đi. Đó là cách gửi cho tôi nhanh nhất. Hoa luyến tiếc đồng xu, bởi nó là món quà duy nhất mẹ để lại cho cô. Trước đây vì cứu bố Tân, cô đã bỏ đi miếng ngọc. Bây giờ đồng xu cũng mất nốt, cô thấy buồn vô cùng. Anh ta lúc này hỏi, em không nỡ sao? Tôi vậy thì cất đi, đổi lấy món khác, là viên đá em đeo ở trên tay được không? Hoa nhìn xuống cổ tay của mình thấy viên đá đằng sáng lấp lánh như sao, chần chừ hồi lâu rồi tháo nó xuống. Anh chỉ chỗ cho cô ném xuống. Hoa dứt khoát ném mạnh nó xuống dòng nước. Được rồi. Anh có thể cứu bố mẹ tôi chứ? Được, đừng vội. Họ bán linh hồn cho quỷ thì phải để cho họ nếm chút cảm giác đau đớn, mất mát trước khi được hoàn dương chứ. Anh nói cái gì vậy? Em đúng là xưa giờ vẫn ngây ngô, cho nên mới bị lừa còn không biết mình bị lừa. Tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Viên đá đó là lộ phí đưa họ trở về. Người phụ nữ đó tốt với em trước mặt vậy thôi. Chứ nhưng mà thực sâu sau lưng không có đơn giản như vậy. Anh im đi, anh đừng chia rẽ gia đình chúng tôi. Thấy thái độ gay gắt của Hoa, anh ta cũng ngừng nói. Hoa bỗng thấy nét mặt buồn bã sau làn khói đen. Cô lúc này cố căng mắt nhìn cho rõ khuôn mặt của anh, nhưng không thể nào nhìn thấy rõ. Anh lúc này nói, anh chưa từng muốn chia rẽ em, vì anh thương em rất nhiều hơn bất cứ những người em đã gặp, kể cả là bố hay bà nội của em. Sở dĩ anh giúp em là vì nể tình người đàn ông đó thương em thật lòng, chứ người phụ nữ em đang gọi bằng mẹ kia không đáng thương dù chỉ là thương hại. Nói xong anh ta lập tức biến mất, làm cho Hoa không biết mình nên đi đâu về đâu. Cô thẫn thờ đứng nhìn dòng sông mà mình mới ném viên đá thầy Xuân tặng xuống. Bỗng dưới lòng sông xuất hiện một cái bóng đen thùi lùi. Nó đi thẳng về phía Hoa, khiến cô bất giác lùi lại đằng sau. Rồi nhanh chóng nó lao tới chùm chín người của Hoa. Cái thứ đen ngòm nhớp nháp ấy vậy mà muốn cuốn Hoa xuống dòng sông. Cô bắt đầu giãy giụa, nhưng càng cố sức thoát ra thì chân tay lại càng thiếu sức. Trước mắt của Hoa bỗng hiện lên hình ảnh quen thuộc. Đây chính là nơi mà Hoa đã từng ngã sông hồi nhỏ. Hoa nín thở lặn sâu xuống dưới, rồi lấy sức ngoi lên trên mặt nước. Quả nhiên cô đang ở dòng sông quê mình. Cô nhìn thấy con đò nhỏ của bác ba. Cái thứ đen thui lùi kia vậy mà biến đi đâu mất dạng. Hoa từ từ bơi vào trong bờ. Điều bất ngờ là ngôi nhà Hoa đã không còn. Cô nhớ đến chuyện mẹ Vân bán ngôi nhà đi cho người khác, cho nên người ta xây nhà mới cũng là lẽ đương nhiên. Hoa nhìn ngôi nhà kiến trúc cổ quái, thoạt nhìn giống như chiếc hầm mộ thì cũng giật mình. Tại sao người ta lại xây ngôi nhà giống như hầm mộ vậy chứ? Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hoa đã thấy cánh cửa mở ra. Có thứ gì đó thôi thúc Hoa bước vào bên trong. Hoa cứ như vậy vô thức bước vào. Cửa đột nhiên đóng lại, ngôi nhà tối thui và một mùi tử khí nồng nặc xông lên, làm cho Hoa muốn nôn ói. Cô lấy tay che miệng lại cố gắng nén cảm xúc, rồi quay trở ra.
Đáng tiếc cánh cửa đó như tấm đá vững chắc, khiến cho Hoa không thể nào mở ra được. Hoa đành lòng bước về phía trước. Bên trong có ánh sáng nhỏ thu hút chú ý của Hoa. Cô chậm chậm bước tới thì thấy ngọn đèn đang cháy. Lạ thay, ánh đèn đó như là đang nhảy múa. Lúc thì Hoa thấy nó giống như một cô gái váy đỏ, lúc thì lại nhìn ra nó giống như một cậu bé. Đừng nhìn quá lâu vào nó. Giọng nói vang lên khiến cho Hoa giật mình. Hoa nhận được nó chính là giọng của người đàn ông ấy. Cô lúc này lên tiếng hỏi. Anh ở đâu? Mau đưa tôi ra khỏi đây. Tôi muốn về nhà. Đã đến đây rồi thì phải cố đi cho hết. Nói rồi âm thanh đó lại im bặt. Hoa bắt đầu nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết. Xung quanh bỗng lạnh lẽo lạ thường. Một bà cụ chống gậy bước ra rồi hỏi. Ai vậy? Tại sao lại vào nhà mà không xin phép? Hoa chưa biết trả lời làm sao thì có hai con ma ở đầu đó lao tới bắt lấy chân tay của cô. Bà cụ nhắm mắt rồi nhìn cười vang. Bà già này mở mắt thật rồi. Hóa ra là món quà của quỷ nước đây sao? Bà là ai? Tại sao lại ở đây? Ta là chủ ngôi nhà này. Ta mới cần hỏi cô tại sao ở đây mới đúng. Nơi này trước đây tôi từng sống. Bà cụ ả lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, rồi lệnh cho hai con ma nhỏ nhốt cô lại. Rõ ràng ngôi nhà bên ngoài nhìn nhỏ xíu, vậy mà bước vào bên trong, họ đi mãi không thấy điểm cuối. Cô có sức muốn thoát ra ngoài, thì nhìn thấy bản thân của mình đang bị treo lơ lửng trên một cành cây, mà ở bên dưới lại là một ngọn lửa khác. Hoa lúc này hoảng hốt. Sao tôi lại ở đây chứ? Không có hiểu sao, đó là một phần hồn của cô thôi. Nay cô tự dẫn xác tới thì tôi khỏi mất công thu thập hồn của cô về. Hoa lúc này vùng vẫy, cô gọi người đàn ông mau tới cứu mình. Bà cụ lúc này rút một con dao đã dính đầy máu chậm chậm bước đến bên Hoa. Bà cụ lúc này vung con dao ra, tự nhiên căn phòng bừng sáng. Bà ta rú lên trong đau đớn, còn Hoa thì đầu óc của cô mơ hồ. Cô nhắm chặt mắt lại rồi bất giác gào lên. Hồn của cô quay lại với thân xác. Hoa ngồi bật dậy nhìn cổ tay của mình bị vệt đỏ như máu. Chỗ ấy vẫn còn như thể bị dao cứa. Cô nâng cổ tay lên xoa xoa chỗ đau rồi nhăn mặt. Sao mơ mà đau như thật vậy chứ? Hoa giật mình không thấy viên đá đeo trên tay của mình đâu. Cô liếc mắt nhìn chung quanh tìm kiếm thì người đàn ông ấy đột ngột xuất hiện. Anh ta lúc này nói, em đã dùng viên đá đó làm lộ phí cho quỷ nước rồi. Vậy nãy giờ là thật chứ không phải tôi nằm mơ sao? Người đàn ông lúc này gật đầu, là thật. Vì em mất hồn nên em đã quên mất anh. Anh vốn muốn nhân cơ hội này cho em tìm lại phần hồn đã mất. Nhưng chưa kịp thì em đã trở về thân xác. Phần hồn còn lại của em vẫn bị nhốt tại nơi ấy. Anh sẽ đi tìm cơ hội đưa nó về. Vậy hóa ra là anh lừa tôi. Anh nói viên đá đó để cứu bố mẹ tôi. Thế nhưng thực chất anh dùng nó để tìm kiếm phần hồn đã mất của tôi trở về. Không phải. Bố mẹ của em sẽ bình an. Nhưng nó chỉ là một phần bình an mượn tạm mà thôi. Lấy đi khoảng thời gian bình an này thì người khác sẽ bị giảm đi tuổi thọ. Tại sao lại như vậy chứ? Đơn giản là vì họ giao dịch với quỷ để đổi lấy sự bình an cho con gái của họ. Cái giá của họ phải trả chính là như vậy. Giờ em cứu họ ra thì đồng nghĩa con gái của họ sẽ gặp nguy hiểm. Hoa chợt nghĩ ngay đến tình, cô ấy liền gấp gáp. Vậy thì em tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Giờ em ấy ra sao chứ? Hoa hối anh ấy đưa mình đi gặp tình, thế nhưng anh đáp, không kịp nữa rồi. Bây giờ thì tai kiếp của cô bé đã bắt đầu. Anh ác quá. Tại sao anh không cho tôi biết sự thật chứ? Tại làm sao anh lại làm vậy với tôi? Anh chỉ muốn mọi thứ quay trở lại đúng với quỹ đạo của nó mà thôi. Quan trọng là anh muốn em được bình an. Bất kể người nào, cả nào làm em tổn thương, anh sẽ để cho họ không được sống vui vẻ. Em gái của tôi đã làm gì có lỗi mà phải gặp nguy hiểm? Anh không là có tình người. Rồi Hoa bưng mặt khóc nức nở. Cũng đúng, anh là ma là quỷ, ma quỷ sao có tình người được chứ? Thật uổng cho tôi đã tin tưởng anh như vậy. Em mau tỉnh táo lại đi.
Em gái em đáng lẽ ra phải chết từ lâu. Tuy nhiên bà mẹ cô ấy đã giao dịch với quỷ để mà giữ lại mạng sống cho con gái. Mỗi lần em về nhà họ ở thì họ tìm cách bắt linh hồn của em, đánh đổi linh hồn đang bị giam giữ của họ. Chính người phụ nữ mà em gọi bằng mẹ kia đã mang cả linh hồn của bố em, của em đánh đổi cho con gái ấy. Hoa không thể nào tin nổi những lời của người đàn ông đó nói. Cô gạt đi và quát mắng anh là kẻ lừa đảo. Cô tin tưởng bố mẹ đối tốt với cô. Không thể khuyên được Hoa, người đàn ông đó lúc này nói: vậy em hãy tự mình tìm hiểu xem có đúng căn phòng họ xây cho em có đặt một cái bình đậy kín nắp ở dưới gầm giường hay không. Nếu mở ra thì bên trong đó có một cái gương nhỏ, em tự mình kiểm chứng. Hoa dĩ nhiên biết chiếc bình đó, thế nhưng có lần mẹ cô nói rằng đó là bà xin từ trên chùa về, mong cho cô được bình an, cuộc sống sung túc và mạnh khỏe. Cô không mảy may nghi ngờ gì về những lời nói đó. Cái đàn ông lúc này lại nói tiếp: ngôi nhà mà trước kia em đã ở bị bán cho một người thầy Pháp, em có biết gì không? Là bởi vì nơi đó chính là mắt rồng, em ở đó sẽ được bình an. Thế nhưng đáng tiếc em đã đồng ý bán nó đi. Giờ người ta mua nó để khống chế long mạch nơi đó và luyện âm hồn. Cái thứ em thấy trong giấc mơ hoàn toàn là sự thật. Anh đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Bà nội em muốn bảo vệ em, đã hy sinh cả tính mạng của mình. Bà vốn có di nguyện để ngôi nhà cho em và không ai được bán. Vậy nhưng em đã làm trái ý nguyện của bà. Em có biết tại sao bà không cho em đội tang, không cho em đi đưa tang không? Vì tôi không phải là cháu nội của bà. Sai rồi. Vì bà muốn sau này em không gặp được bà, không nhìn thấy bà thì sẽ không thấy bà đau khổ thế nào, bị hành hạ ra sao sau khi chết đi. Hoa không dám tin lời của người đó nói cho nên bị tai lại. Nói dối. Tất cả đều là nói dối. Tôi không muốn nghe, anh cút đi cho tôi. Người đó liền đáp: được, anh đi. Nhưng em phải biết người làm trái ý trời, kết cục khi chết sẽ cực kỳ bi thảm. Bà em là một người mang tội cho nên quỷ sai đã không bỏ qua. Ngày bà mất những ai đội tang, một đều sẽ có kết cục không tốt. Bởi vì em không mang khăn tang, không đi đưa ma, cho nên quỷ sai không nhận em và em thoát nạn. Còn bố mẹ em và em trai em gái của em đều sẽ không thoát khỏi liên đới. Tất cả đều phải trải qua tai kiếp và không thể tránh. Có điều mẹ em đã được thầy Pháp chỉ điểm, tìm cách cứu lấy con của bà ấy cho nên hy sinh em. Nói dối. Nếu quả thật có chuyện như vậy thì tại sao bà không nói với tôi? Lúc gặp tôi bà đã không hề nhắc đến việc đó. Chỉ sợ bà có muốn nói cũng không thể nói ra. Sợ bà cũng hồn tiêu phách tán rồi. Em muốn hỏi cũng không thể hỏi được nữa. Anh nói cái gì vậy chứ? Tại sao? Ở bát hương của bà có dán thêm một lá bùa. Em nghĩ ai có thể làm việc đó? Tất cả mọi chuyện Hoa không dám đánh giá tùy tiện. Cô mong đoạn đường mau chóng được xử lý để quay về nhà. Cô muốn xác minh lại tất cả mọi chuyện. Quả nhiên hôm đó Hoa nhận được điện từ quê báo tỉnh đi học không may bị cây đổ vào người, phải đi cấp cứu. Bà Vân nhận được tin dữ thì ngất lịm. Hai bố con của Hoa phải liên hệ nhà xe tìm cách về quê. May mắn đoạn đường sớm được sửa chữa cho nên có xe về quê. Hoa lập tức theo bố mẹ về quê để lo cho em gái. Lúc cả ba vật tới bệnh viện thì nhận được tin của bác sĩ rằng tình không qua khỏi. Bà Vân lại một lần nữa bất tỉnh. Hoa mải mê nhìn em gái nằm trên giường bệnh, khăn trắng trùm kín đầu. Hoa bật khóc đau đớn rồi ngã quỵ. Cô loáng thoáng thấy bóng em gái đứng cạnh mình, toàn thân của em nhuộm một màu máu. Em mếu máo nói: chị ơi, em đau lắm, em muốn về nhà. Hoa đưa bàn tay ra phía của tình muốn kéo em về phía của mình thì quỷ sai xuất hiện kéo tình đi. Đôi mắt quỷ sai đỏ rực, nó cảnh cáo Hoa tránh xa. Hoa nghe tiếng khóc thảm thương của em gái thì không đành lòng, cậu lao tới muốn giành em lại thì một vách đá rừng đứng hiện ra ngăn cách họ. Hoa mở mắt ra cứ như vậy khóc nức nở. Đám tang của tình diễn ra rất nhanh chóng. Mẹ Vân cứ lúc tỉnh lúc mê, tỉnh dậy lại gọi tên con gái. Sự tang thương lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Sáng sớm hôm sau, Hoa tỉnh dậy trong sự mệt mỏi.
Cô bước chân xuống thấy sàn nhà có thứ gì đó nhơm nhớp. Cô mở to mắt nhìn thì thấy sàn nhà của mình toàn máu. Hoa sợ hãi hét lên kêu cứu. Thằng Tâm đập cửa rồi gọi: "Chị Hoa, chị sao vậy?" Trước mắt một cái mọi thứ đã trở lại bình thường. Hoa cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, rồi liếc mắt nhìn chiếc bình trong gầm giường. Cô lên tiếng trấn an thằng Tâm: "Chị không sao, vừa rồi chị thấy con rán cho nên giật mình." Thằng Tâm lúc này nhắc: "Chị dậy đi, hôm nay bố mẹ ra mộ chị tỉnh thắp hương tuần đầu, mẹ bảo em như vậy." Hoa ừ lên một tiếng báo hiệu đã hiểu, rồi thò tay vào gầm giường lấy chiếc bình ra. Quả nhiên trong đó có chiếc gương nhỏ và một đồng tiền dùng để gói thứ gì đó. Cô tò mò mở ra xem thì thấy có một cây kim cùng với một lọn tóc nhỏ xíu. Hoa đặt chúng vào vị trí cũ rồi dậy đánh răng rửa mặt. Nhân lúc bố mẹ không có nhà, Hoa lặng lặng đi đến bàn thờ của bà nội kiểm tra bát hương. Quả nhiên dưới đáy bát hương có dán một lá bùa màu vàng. Hoa đặt bát hương xuống rồi bật khóc nức nở. Thằng Tâm thấy chị ngồi khóc bên bàn thờ của bà chạy tới an ủi. Hoa ôm lấy thằng Tâm rồi nghẹn ngào: "Tâm à, chị nhớ bà lắm." "Em cũng nhớ bà, em cũng nhớ cả chị Tình." Hoa lấy nén hương thắp lên bàn thờ của bà, rồi lại thắp lên bàn thờ của Tình. Tình mới mất lại còn ít tuổi, cho nên được đặt ở cái bàn nhỏ và thấp hơn. Hoa đưa tay sờ luôn khuôn mặt của Tình, gương mặt đó lạnh băng, đôi mắt đầy bi thương. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, Hoa muốn quay lại thành phố. Mẹ Vân muốn giữ Hoa ở lại, nhưng cô đau lòng nói không muốn ở lại. Sau mỗi lần nhìn thấy bàn thờ của Tình cô đau lòng. Mẹ Vân vẫn giữ Hoa ở lại thêm một đêm, vì lý do cô mà đi thì nhà sẽ cô đơn. Hoa mùi lòng cho nên đồng ý ở lại. Tối đó Hoa đang ngồi trước cửa sổ thì một làn gió lạnh thổi tới. Cô không vui rồi hỏi: "Anh tới làm gì chứ? Tới để xem tôi đau khổ phải không?" "Em đã xác minh được những gì anh nói rồi chứ. Khuôn mặt bố mẹ em cũng không còn thấy vệt xanh xám. Chắc hẳn em đã tin lời của anh." "Tại sao tôi phải tin anh?" "Bởi vì sắp tới đây, nếu em muốn toàn mạng được, hãy biết lựa chọn giữa tin tôi hay là tin của người phụ nữ đó." "Tôi đã mất hết người thân, anh còn muốn chia rẽ tình cảm của chúng tôi." "Đêm nay đừng ngủ, bởi ngủ rồi em sẽ không tỉnh dậy được nữa. Anh hứa với em sẽ bảo vệ được bố em và em trai em, nếu em hứa làm theo lời của anh nói." Thực ra Hoa xác minh được những lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật, nhưng cô vẫn không muốn tin bà Vân lại làm ra những việc này. Bà Vân đi ngang qua thấy Hoa ngồi bên cửa sổ thì nhắc nhở: "Con nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày vừa rồi thức khuya nhiều, mẹ sợ con đổ bệnh." Hoa cảm ơn bà Vân rồi đóng cửa sổ tắt đèn đi ngủ. Thực ra cô tắt đèn cho bà Vân yên tâm, chứ bản thân cô không hề muốn ngủ. Cô ngồi ngay đó đợi chờ biến cố xuất hiện trong đêm nay. Tiếng nói khẽ khẽ vọng về bên tai: "Chị Hoa ơi, cứu em với, em không muốn ở đây, nơi này lạnh lắm, chị mau cứu em." Hoa tự nhiên thấy mình lại đang đứng trước căn nhà hình hầm mộ kia. Cánh cửa mở ra và tiếng gọi của Tình phát ra ở trong đó. Cô bước chân vào bên trong, người đàn ông liền nhắc nhở: "Đừng có vào đó, đó là cây bẫy, em bước vào đó hồn của em sẽ không nhập được vào xác." "Tôi mệt mỏi lắm, đừng bắt tôi theo ý của anh." "Được, em đi đi, tôi sẽ không cứu người nhà của em, chỉ cần em bước vào đó thì cả nhà đoàn tụ dưới địa phủ." Người đó tức giận bỏ đi, Hoa chần chừ rồi quyết định quay lại. Cô vẫn còn người thân cho nên không thể chết, cô chọn nghe theo lời của anh ta. Quả nhiên sau đó chiếc bình dưới gầm giường ấy phát ánh sáng quái dị. Một con quỷ nhỏ chui ra khỏi chiếc bình từ từ tiến lại bên cạnh Hoa. Nó thích thú cười, giọng cười của nó ghê sợ khiến Hoa nổi da gà. Nó nhìn chung quanh Hoa rồi đưa tay khều khều mấy sợi tóc của cô. Hoa bất giác mở tới đôi mắt nhìn xuyên thẳng vào mặt nó. Con quỷ bị giật mình thét lên rồi bay vụt vào chiếc bình. Hoa liền lập tức đập vỡ chiếc bình ấy. Ở trên nhà mọi người nghe tiếng gầm rú ghê sợ phát ra từ vòng cổ Hoa thì tỉnh dậy chạy tới kiểm tra. Ông Tân đập cửa gọi con gái: "Hoa ơi, con sao vậy, mau mở cửa cho bố."
Họ bước ra mở cửa căn phòng. Sắc mặt của bà Vân xám đen nhìn cô đầy ngạc nhiên. Sao cô lại... Hoa liền lắp bắp. Có cái gì đó trong chiếc bình cứ gọi tên con. Con sợ quá, con đập vỡ chiếc bình. Con xin lỗi, tại con sợ lắm. Âu Tân bật đèn nhìn chung quanh phòng đầy mảnh vỡ, trong đó còn có cả chất lỏng như máu đang vương vãi khắp sàn nhà. Ông lúc này kêu lên. Máu ở đâu đây? Tại sao ở đây lại có máu? Ông vội vàng quay ra kiểm tra khắp người của Hoa, xem cô có bị thương ở đâu không. Hoa lúc này đáp. Con không sao đâu. Màu nước màu đỏ trong bình đổ ra đó bố. Khuôn mặt của bà Vân tái đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoa rồi mắng. Sao đêm hôm con không ngủ, con làm phiền cả nhà. Cái bình này là mẹ cố ý xin thầy mãi mới được, con làm vỡ mất rồi. Con xin lỗi mẹ. Thầy con thấy có cái gì đó trong bình chui ra, cho nên là con rất sợ. Rồi cô chỉ tay vào góc giường rồi thét lên. Ma, trời đất ơi có ma. Ông Tân nhìn phía tay của Hoa rồi nhìn lại con gái. Có gì đâu, con sao về Hoa, con bình tĩnh lại đi. Ông nói rồi giúp con gái dọn dẹp lại căn phòng. Hoa sợ hãi nhất quyết không chịu ở lại căn phòng này, rồi nằng nặc đòi quay về thành phố. Bà Vân lúc này khó chịu ra mặt. Đêm hôm còn ở Mỹ như vậy, hàng xóm sao người ta ngủ. Con Hoa mày muốn đi thì đợi mai rồi đi, bây giờ cả nhà đi ngủ. Hoa đòi lên phòng của Tình nhưng bà Vân nhất quyết không đồng ý. Bà bảo phòng đó để riêng cho Tình, không ai được phép bước vào căn phòng ấy. Thằng Tâm thế vậy đề nghị chị Hoa sang ở cùng mình. Ông Tân nhanh chóng đồng ý vì ông lo Hoa ở căn phòng này, lo sợ cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, Hoa thu dọn đồ đạc lập tức quay trở về thành phố. Cô thấy khuôn mặt thứ hai của bà Vân, dường như nó đang giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống mỗi khi nhìn thấy Hoa. Một phần cô phải nghe theo lời của người đàn ông đó vì cô muốn bảo vệ bố và em trai của mình. Trên chuyến xe, Hoa mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế thiếp đi. Lúc mơ màng, Hoa thấy một người ôm lấy mình. Người đó khẽ nâng đầu cô dựa lên vai cho cô nằm thoải mái hơn. Đôi mắt của cô mệt mỏi không mở nổi. Cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã đến quán, Hoa nhanh chóng xuống xe thì đôi chân như bị quấn lại không thể bước tiếp. Cô nhăn mặt nhìn xuống thấy chân của mình bị mắc vào một sợi dây len. Cô cúi người muốn gỡ sợi dây thì bất thình lình khuôn mặt dính đầy máu hiện ra trước mắt của Hoa. Cô lúc này thì thầm. Đi đi, thầm mệt lắm rồi, không có thích chơi đùa đâu. Khuôn mặt đó lăn lồng lốc về cuối xe đầy sợ hãi. Trở về phòng, Hoa thấy căn nhà đã được khoác áo mới. Hỏi ra mới biết mấy ngày qua, công cùng với mấy em sinh viên nhân viên của quán sơn lại và dí dán tường cho quán. Màu sắc tươi sáng của căn nhà khiến tâm trạng của Hoa cũng bớt đi bi thương. Bao nhiêu năm rồi công vẫn chu đáo chăm sóc Hoa tỉ mỉ như vậy. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết có phải anh nợ nần gì cô mà cứ lẽo đẽo theo cô bao năm trời. Thậm chí bạn bè chung quanh còn bảo Hoa máu lạnh, không có tình người vì thờ ơ với một người tốt như công. Từ đó người đàn ông kia lại xuất hiện. Tuy nhiên anh ta không hề nói chuyện mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Hoa rồi xoay người bỏ đi. Hoa thì mệt mỏi cho nên hỏi. Tại sao anh tới tìm mà không nói chuyện? Tôi đã làm theo lời của anh nói. Bây giờ anh phải giúp tôi bảo vệ bố và em trai tôi. Những gì anh hứa thì anh sẽ thực hiện, em yên tâm. Có điều sau sự việc đêm qua, bà Vân sẽ không để yên. Chỉ lo sóng to lại ập tới. Tuy nhiên có điều bà ấy sẽ không biết được rằng chính bà ta lại gặp phải sóng thần. Hy vọng mọi chuyện sẽ theo đó mà chấm dứt. Hoa không muốn nghe tiếp, cô thực sự rất đau lòng. Bà Vân dù sao cũng là vì tình cho nên làm vậy. Hoa khẽ nói. Xuất phát từ tâm của một người mẹ thì bà ấy đâu có đáng trách. Không có cách nào vẹn cả đôi đường sao? Không gian như lạnh đi vài phần. Hoa kéo chiếc chăn ôm lấy cho đỡ lạnh. Người đàn ông chậm chậm đáp. Có những điều em không thể hiểu được bởi em quá nhân hậu, lòng người khó đoán. Chưa hẳn bởi đã vì tình mà làm ra những cái chuyện trái đạo lý như vậy. Qua câu chuyện, Hoa biết hóa ra trong một lần vô tình cùng bạn bè sang sông để hái hoa sen, cậu bé đã không may bị trượt chân. Lúc bấy giờ bạn bè ra sức kêu cứu
Thế nhưng không có ai tới cứu. Dưới sông bỗng nổi lên một con xoáy lớn nuốt chừng lấy Tình. Cô ấy đã biến mất dưới dòng sông. Bạn bè của Tình sợ hãi kêu chạy vội lên bờ. Những tưởng Tình sẽ bị con xoáy đó cuốn đi. Thế nhưng may mắn sau đó có người xuất hiện đưa Tình vào trong bờ. Người phụ nữ đó nhìn dáng người rất lạ, khuôn mặt bà ấy già, cây lưng đã còng mà bà ta lại không thể bơi nhanh như vận động viên, rồi kéo Tình lên bờ. Tình được đưa đi bệnh viện nhưng mãi không tỉnh lại, khiến cho bà Vân vô cùng lo lắng. Người phụ nữ kia mới ra hiệu cho mẹ Vân ra ngoài, thủ thì rằng Tình bị ma giám bắt đi, cho nên hồn con bé vẫn còn ở đáy sông. Nếu muốn con bé tỉnh lại, phải có người thay thế xuống đó. Mẹ Vân bán tín bán nghi, nhưng sau khi chị em bên ngoài dẫn đi xem bói thì được thầy chỉ điểm, Tình bị bắt mất hồn cho nên không tỉnh dậy được. Bà Vân bấy giờ mới tin điều đó là sự thật. Bà tìm người phụ nữ kia thì được người ta đưa cho một chiếc bình, bà mang về rồi phải cắt máu của mình nuôi cái bình đó. Chỉ cần qua một đêm Tình sẽ tỉnh lại. Quả nhiên bà Vân làm theo lời của người phụ nữ đó thì Tình tỉnh lại và còn quên sạch mọi chuyện rằng mình từng chết đuối. Sau đó bà Vân đi tìm người phụ nữ để cảm ơn, thì người ta nói đó chỉ là tạm thời giữ cho Tình một mạng. Cô ta số trời đã định là không qua khỏi, chỉ là chưa rõ lúc nào. Hoa cầu xin bà ấy giúp đỡ bà bảo: "Vậy trong vòng 7 ngày liên tiếp, hãy cắt máu vào cây bình đó. Sau khi đủ 7 ngày hãy đặt nó dưới gầm giường của vợ chồng 3 ngày, rồi tới gặp bà ấy nói tiếp." Đó là cách đổi hồn. Bà ấy dùng một phần hồn của 3 người là bà Vân, ông Tân và thằng Tâm để giao dịch với quỷ sai, cho phép giữ lại mạng sống cho Tình. Bà Vân băn khoăn một hồi lâu sẽ hỏi chuyện gì xảy ra nếu 3 người bị giữ một phần hồn. Bà cô lúc này nói bà ấy đang làm phép giữ lại 3 phần hồn đó và tìm cách giúp họ trở lại với điều kiện phải tìm được người chết thay. Người chết thay đó phải sinh ngày âm thì mới được quỷ sai chấp nhận. Bà Vân nghĩ ngày đến Hoa, bà liền kể cho bà cụ nghe câu chuyện về Hoa. Bà cụ liền ngỏ ý muốn mua lại ngôi nhà của Hoa để làm nơi tu luyện và tiện bảo quản phần hồn của 3 người trong gia đình bà Vân. Bà ấy mới trở nên tốt bụng đối đãi với Hoa như người trong nhà. Sau đó bà ấy sẽ dùng chiếc bình đó bắt hồn của Hoa giao dịch cho bà cụ kia để đổi lấy phần hồn của mình. Hoa lúc này thắc mắc, nhưng mà lúc ấy rõ ràng tôi nhận thấy họ sắp gặp nguy hiểm. Nếu không tôi đã ngăn cản họ về quê, chẳng phải họ đã gặp tai nạn trên chuyến xe đó? Vậy thì mọi chuyện mẹ Vân làm còn ý nghĩa gì nữa? Người đàn ông lúc này thở dài: "Không đâu, có điều em không biết, bà ấy đã bí mật mang theo gương thu hồn lên đây. Chỉ e là nếu hôm đó em không ngất đi thì người nằm dưới lòng đất đã là em chứ không phải là Tình. Bà ấy vốn tưởng em bị thu mất hồn vía cho nên mới ngất đi như vậy. Chính bởi em có bùa hộ thân cho nên gương thu hồn không làm hại được em mà thôi." Hoa không hiểu tại sao bà Vân lại phải dày công làm ra những cái chuyện lạ như vậy. Nếu quả thần muốn bắt hồn của cô thì bà ấy thiếu gì cơ hội ra tay. Nhưng mà giao dịch với quỷ kết quả sẽ không tốt đẹp gì cả. Chứ quay lại tất cả đều là cây bẫy do con quỷ đó dựng nên. Kể cả em có bị bắt mất hồn thì nó cũng không tha cho những người đã giao dịch với nó. Sau đó kẻ đó sẽ biến thành nửa người nửa ma, phải làm tay sai cho quỷ, không thể nào dứt ra khỏi được vũng lầy đó đâu. Hoa lặng im không nói gì, cô trầm ngâm hồi lâu. Người đàn ông cũng tự nhiên ngã quỵ xuống sàn. Hoa bị bất ngờ: "Anh sao vậy?" "Không sao, tôi phải đi đây. Thời gian tới em chú ý đừng rời khỏi nhà. Tôi đã trồng một cái cây trước cửa, mỗi sáng em hãy tưới nước cho nó. Nếu cái cây tươi xanh em hãy an tâm, ngược lại nếu cái cây héo úa em cẩn thận ở yên trong nhà. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì cũng phải ở yên trong nhà." Nói rồi người đó vội vàng rời đi. Hoa nhìn rõ cái bóng của anh ta chuyển thành màu đen rồi biến mất nhanh chóng. Sự việc khiến cho Hoa tò mò cho nên chạy xuống dưới cửa nhà kiểm tra. Quả nhiên bên cửa nhà có mọc lên một cái cây. Hoa nhìn cái cây rồi quay trở về phòng nằm chờ trời sáng. Ngày hôm sau mọi người thấy Hoa cầm bình nước ra đổ xuống đất thì ngạc nhiên.
Chị Hoa làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đổ nước ra đó? Hoa không hiểu ý mọi người cho nên cô trả lời. Chị tưới cây. Đây là vỉa hè toàn bê tông, lấy đâu ra cây nào mọc lên được đó hả chị? Hoa nhìn cái cây nhỏ trước mặt rồi lại nhìn mọi người. Hóa ra chỉ mình cô nhìn thấy. Chẳng phải như vậy đây chính là cái cây ma. Cô bỏ vào nhà rồi ngồi nhìn ra cái cây nguyên một buổi. Mọi người còn lại rất đông, nhưng không ai dẫm vào cái cây đó. Dường như có một linh lực làm mọi người phải tránh chỗ nó đứng vậy. Quả nhiên buổi chiều đó Hoa thấy cái cây héo lá. Cô cầm bình nước ra tưới nhẹ nhàng, nhưng nước đó lại khiến cho cây héo nhanh hơn. Nhưng chiếc lá cứ rũ xuống, Hoa lập tức quay vào trong nhà dặn nhân viên trong quán chiều nay nhà có việc cho nên đóng cửa quán. Nhân viên đến làm lạ bởi vì hàng đã chuẩn bị rồi mà quán đóng cửa thì xử lý làm sao. Hoa lúc này liền đáp. Mấy em chia nhau mang về nhà ăn đi. Hôm nay chị có việc bận nên đóng quán. Thế nhưng mà chị ơi, chị cứ đi đâu thì đi, chúng em trông quán giúp chị được mà. Em còn nhận lời của mấy tốp hôm nay tổ chức sinh nhật ở đây. Sẽ đóng quán em biết ăn nói với họ làm sao. Hoa thấy khó xử thì bèn bảo. Tạm thời dọn dẹp sang hai phòng bên kia, gian chính này đóng cửa. Mấy em nhân viên lập tức làm theo lời của Hoa dặn. Hoa một mình leo lên gác ngồi chờ đợi. Cứ không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng trái tim của mách bảo cô nhất định phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Buổi tối đó quán tấp nập rất đông người. Thế nhưng mà quán dân chính lại đóng cửa. Khách phải kê bàn ngồi hít ở vỉa hè. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bất ngờ một chiếc xe mất lái lao thẳng vào dân chính của quán. Nhưng may mắn chỗ đó đóng cửa, cho nên nhân viên cho khách để xe nên không thiệt hại về người. Hoa ở trong nhà nghe tiếng mọi người la hét cũng giật mình muốn chạy ra. Nhưng đôi chân của cô chững lại. Cô phải ở yên trong nhà cho dù ngoài kia có xảy ra bất cứ chuyện gì. Qua được ngày đầu tiên sáng hôm sau, Hoa xuống dưới nhà thì thấy cái cây đất tươi xanh trở lại. Hoa vui vẻ ra tưới nước cho nó. Bé nhân viên lúc này thắc mắc. Chị định trồng cây tưởng tượng hay sao à? Chị gieo hạt ở trên đá đó, biết đâu nó mọc lên cái cây thật. Bé nhân viên kể cho Hoa nghe chuyện tối qua nó bảo. May quá chị ạ, nếu hôm qua gian chính mà không có đóng cửa, em e là nhiều người bị thương. May mắn chỉ là mấy chiếc xe bị hư hỏng nên bên xe tải họ sửa chữa cho rồi. Hoa chỉ ậm ừ rồi quay vào trong nhà. Bé nhân viên chạy rồi hỏi theo. Chị Hoa, có phải chị bị bệnh không? Xem thấy chị mệt mỏi vậy chứ. Hoa liền mỉm cười. Chị chỉ thấy hơi đau đầu cho nên muốn nghỉ ngơi. Hoa nói rồi đi lên trên gác. Cô suy nghĩ lại tất cả những chuyện mà người đàn ông kia từng nói với cô. Cô đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng long lanh. Cô tự hỏi, thực ra anh là ai? Tại sao anh lại luôn quan tâm chăm sóc tôi vậy chứ? Nếu tôi quên đi anh thì tại sao anh lại không nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra? Hoàng nghĩ tới việc mình bị bắt mất một hồn. Bình thường thì người bắt mất hồn thì sắc mặt sẽ không giống như người thường, ít nhất phải có dấu hiệu da xanh tái, chứ không thể trắng hồng hào như Hoa. Cô soi gương nhìn ngắm lại mình thì bất chợt một cái bóng khắc xuất hiện trong gương. Hoa giật mình đánh rơi chiếc gương xuống giường rồi nhìn ra chung quanh. Một lúc sau cô đưa chiếc gương lên nhìn lại thì khuôn mặt đó lại bất thình lình xuất hiện. Hoa lúc này chau mày. Cô là ai? Tại sao lại tới đây? Cô gái đó nhè chiếc răng nhanh đỏ lòm như máu ra gầm gừ. Có điều tại sao khuôn mặt cô ta lại toàn là máu? Cô ta bắt đầu la hét. Hoa úp chiếc gương xuống thì tiếng hét đột ngột biến mất. Cô lấy chiếc túi vải bà đã cho mình ra ngồi ngắm nghía. Cô rất muốn cởi chiếc túi ra xem bên trong nó có gì, thế nhưng lại không dám. Cửa phòng đột ngột mở ra khiến cho Hoa giật mình. Bé nhân viên lúc này hớn hở. Chị Hoa ơi, có ai tìm chị kia? Hoa bước xuống dưới nhà thấy Hà Tuấn đã xuất hiện ở dưới quán cùng với một bó hoa lớn. Hoa lúc này liền ngạc nhiên. Sao anh lại tới đây giờ này? Anh chìa bó hoa về phía cổ Hoa rồi vui vẻ. Tặng em đấy. Nhân dịp gì chứ? Không có ngày nào cả, chỉ đơn giản thích tặng cho em. Lòng cổ Hoa bỗng dưng nặng trĩu. Hoa không biết tại sao lại như vậy, nhưng cô có cảm giác như không thoải mái,
khi mà Hà Tuấn tặng hoa cho mình. Hà Tuấn vui vẻ nói: một bó hoa thôi mà em cũng không nỡ nhận hay sao? Anh biết mãi mãi không lọt vào mắt của em, nhưng anh vẫn muốn thử một lần, biết đâu em sẽ đồng ý. Hoa mỉm cười đáp: dù sao em vẫn luôn coi anh là một người anh tốt, một người mà em có thể dựa dẫm, người mà em có thể tìm tới lúc khó khăn. Biết chắc là như vậy, tặng em cái này. Tuần sau anh đi Mỹ rồi, chắc anh em mình ít có cơ hội được gặp nhau. Anh sẽ gửi thư cho em thường xuyên. Anh đi Mỹ? Sao đột ngột lại như vậy? Anh chạy trốn em mà. Ở đây rồi lúc em có chồng anh sẽ đau lòng lắm. Anh đừng đùa vậy chứ, em không vui đâu. Hoa nhận lấy bó hoa. Vậy là bó hoa này chia tay anh trai sang phương Tây có phải không? Phải. Anh muốn trước khi đi mời em tới nhà chơi một lần, coi như cái tiệc liên hoan chia tay anh lên đường. Hy vọng em không từ chối. Hoa gật đầu đồng ý. Tới ngày hẹn, Hà chuẩn bị tới nhà của Hà Tuấn, thấy lá cây trước nhà bắt đầu héo rũ. Cô phần vần không hiểu có chuyện gì. Nếu hôm nay cô không đi, chắc Hà Tuấn sẽ buồn, mà bây giờ cô đi thì lại không yên lòng. Vụ việc lần trước xảy ra khiến cho Hoa không khỏi suy nghĩ, bởi quả thần chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó không may mắn. Hoa đứng chần chừ một lúc rồi quyết định vào trong nhà. Cô cho đóng cửa quán chính rồi lên gác chờ đợi cho qua ngày. Hoa nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp giữa cô và Tuấn. Cô tìm bút và viết cho Tuấn một lá thư tạm biệt, rồi nhờ em nhân viên theo địa chỉ nhà Tuấn gửi tới. Tuấn nhận được lá thư thì buồn lắm. Anh chắc chắn Hoa tới buổi liên hoan chia tay này, nhưng cuối cùng chỉ một mình anh mơ tưởng. Gấp lại lá thư, anh nhẹ nhàng đút vào túi áo, quay trở vào nhà tiếp khách khứa. Về phía cổ Hoa, cả buổi tối cô ở nhà buồn chồn, không biết có chuyện gì đó không may xảy ra tiếp theo. Cô sợ hãi rằng người gặp hiểm tiếp theo sẽ là Tuấn. Sáng hôm sau, cô lao ra khỏi nhà chạy đến tìm Tuấn, thì bất ngờ hay tin buổi tiệc tối qua xảy ra chập điện không may, khiến cho nhiều người phải nhập viện. Hoa nghe tin mà rụng rời chân tay. Cô hỏi thăm tình hình chung quanh, nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra. Lúc cô vào viện hỏi thăm thì nghe bác sĩ nói cả gia đình của Tuấn không may bị kẹt trong nhà, do vết thương quá nặng cho nên tất cả đều không qua khỏi. Hoa suy sụp hoàn toàn, cô chưa từng nghĩ cuộc đời lại ngắn ngủi như vậy. Mấy hôm trước anh vẫn còn tươi cười cầm hoa tặng cô và kể về tương lai nơi xứ Mỹ, mà nay anh đã lạnh lẽo nằm trong nhà xác. Đau đớn hơn cả là nhà bốn người đều không ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hoa trở về nhà như người mất hồn. Cô sợ hãi nghĩ tới chính bản thân mình rồi tự hỏi, phải chăng tất cả những người ở xung quanh mình đều phải nhận lấy kết cục bi thương? Đầu tiên là mẹ, bà, em gái, rồi bạn bè lần lượt rời xa Hoa. Hoa thu mình lại trong góc khuất. Lúc bấy giờ tiếng nói khẽ khẽ phát ra: khóc làm gì chứ, bản thân còn sống sót đã là một niềm hạnh phúc. Cô không thấy mình may mắn hơn họ sao? Hoa tức giận rồi quát: cô im đi. Sống phải chứng kiến những người thân yêu bên cạnh lần lượt ra đi thì sống làm gì? Cô hiểu cái gì chứ? Thôi tôi sai rồi, nhưng tôi muốn sống một ngày cũng không được đây. Hay là cô cho tôi sống một ngày giết thân xác của cô? Tôi còn nhiều điều chưa thực hiện được lắm, thế nhưng mà không ai biết phải làm sao đây. Hoa không trả lời cô gái mà chỉ biết ôm mặt mà khóc. Cô gái chép miệng nói: thôi, tôi nghe cô khóc nhức đầu lắm, tôi đi kiếm mấy đứa nhân viên của cô chơi cho vui. Hoa nghe vậy thì quát: đứng lại, không có được đi đâu. Cô dám trêu mấy đứa nó, tôi đập nát cái gương đó, xem cô còn đi bắt nạt trêu đùa ai được nữa. Thôi tôi xin cô đấy, tôi không dám đâu, cô tha cho tôi đi. Cuộc đời của tôi bất hạnh lắm rồi, chỉ đi lang thang bên ngoài rồi bị người ta nhốt vào cái gương đáng ghét ấy. Nếu không phải có cô nhìn thấy tôi, chắc tôi cũng chẳng có ai mà nói chuyện cùng nữa. Thật là đáng thương. Nhưng mà tại sao cô lại bị nhốt trong đó? Nhà cô ở đâu? Tại sao lại lang thang bên ngoài? Nếu trả lời được, tôi đâu phải trốn trong cái ngôi nhà tồi tàn này suốt bao nhiêu năm qua. Vậy là cô đã đuổi những người thuê nhà trước đây đi phải không? Còn ai trồng khoai đất này chứ?
Tại sao cô lại làm như vậy? Cô như vậy là ác với người ta lắm đấy. Bần cùng mới phải thuê nhà làm ăn buôn bán, sao cô lại phá người ta? Thôi cô khóc tiếp đi, tôi đi ngủ đây. Tôi sợ mấy người đạo lý lắm. Ngày xưa mẹ tôi hay mắng tôi và giảng đạo lý cho tôi, cho nên tôi mới giận rồi bỏ nhà ra đi. Sao lúc nãy cô nói không biết nhà ở đâu? Cô gái đó giật mình đáp. Tôi sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi đâu có nghĩ vậy đâu. Hoa lúc này liền hỏi tiếp. Vậy mẹ cô là ai? Mẹ tôi tên là Phương, làm nghề bán hàng ăn. Phải rồi, trước đây tôi ở với mẹ của tôi. Bà hay nói rằng làm người phải có đức, nếu muốn bán lừa lọc thì khác nào giết người không sao. Phải rồi, tôi đổi mấy người thuê chức là do thấy họ làm ăn vô trách nhiệm, lừa đảo khách hàng. Họ bán đồ ăn cho người ta, nhưng mà chỉ nhìn đến đồng tiền chứ không quan tâm sức khỏe của khách. Còn cô thì khác, đồ cô làm ăn ngon và vệ sinh, y như mẹ của tôi vậy. Cô có muốn về nhà không? Tôi sẽ tìm gia đình cho cô. Nhưng mà tôi không dám về, tôi sợ mẹ tôi la. Cô có nghĩ cô mất tích như vậy, mẹ cô sẽ lo lắng cho cô thấy đổ bệnh không? Bao nhiêu năm qua bà ấy chờ cô quay về mà không thấy, bà ấy sẽ đau lòng tới mức độ nào chứ? Cô gái kia không nói gì cả, cô ấy biến mất ngay lập tức. Họ biết chắc chắn cô ấy lại tự trốn vào trong chiếc gương soi rồi gặm nhấm nỗi đau một mình. Ngày hôm sau, cái cây trước cửa nhà lại tươi xanh lạ thường, nó còn mọc thêm mấy chiếc nụ chúm chím. Họ đi tới đưa tay chạm vào những chiếc nụ xinh xinh trên ấy. Cô ước gì cái cây này mãi mãi xanh tươi như vậy. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, những nụ hoa kia rụng xuống, lá xanh bỗng lại úa tàn. Hoa nhìn chân chân vào cái cây trước mắt, rũ từng chiếc lá mà trong lòng quặn thắt. Cô lập tức leo lên trên gác. Cô gái đêm qua trốn trong chiếc gương bây giờ mới ló mặt ra. Thế vẻ mặt của Hoa, cô ta liền hỏi. Sao vậy? Cô lại buồn chuyện gì? Tôi không biết nữa. Cái cây kia nó lại héo rồi. Hoa chỉ biết gật đầu xác nhận với đối phương. Cô gái thở dài rồi cuộn tròn bay đến bên cửa sổ. Hoa lúc này hỏi. Cô cũng là một linh hồn. Cô có cảm nhận được điều gì không? Tại sao tôi lại đen đủi vậy chứ? Tôi quan tâm ai, yêu thương ai, người đó lập tức gặp nguy hiểm. Chẳng phải do số của cô sát dương sao? Cô là ma gia chuyển kiếp đầu thai. Bình thường ma gia như cô sao có kết cục bi thương lắm. Thế nhưng cô lại khác. Toàn người thân quen của cô mất mạng. Hoặc cũng có thể đây chính là một sự giày vò đau khổ, vì cô phải chứng kiến cảnh người thân yêu của mình lần lượt chết đi. Có lẽ kiếp trước tôi đã ác độc giết chết người ta để thế chỗ cho mình, cho nên kiếp này tôi phải trả giá. Không biết còn bao nhiêu người phải vì tôi bỏ mạng nữa đây. Tôi thực sự sắp không trụ nổi nữa. Phải nói như cô thì kiếp trước tôi cũng ác quá, nên kiếp này chết đường chết chợ, làm hồn ma lang thang không trốn dung thân sao hả? Cô còn có nơi để về, chỉ là cô muốn về hay không mà thôi. Người ta nói đức năng thắng số, vậy cô thử làm việc thiện tích đức nhiều hơn nữa xem. Mà tôi thấy cô cũng tốt bụng lắm cơ nhỉ. Tôi ở đây bao nhiêu năm mà chưa thấy ai tốt như cô cả. Ông trời đúng là không có mắt mới khiến cho cô đau khổ như vậy. Nhưng bù lại cô có rất nhiều bạn bè và người thương yêu, ai mà đơn độc như tôi đâu chứ. Cô ta nói rồi lại nhè cái răng đỏ đỏm ra cười cợt. Hoa buồn rầu rồi đáp. Nhưng càng thân tôi lại càng sợ, vì họ sẽ vì tôi mà gặp nguy hiểm. Có cái anh chàng công mê cô quá kỳ. Theo quan sát của tôi, anh này tốt bụng và đẹp trai. Tại sao cô không ưng anh ta? Biết đâu cô đi lấy chồng, người ta nói cái gì mà gái theo chồng thành đổi họ, cô sẽ thay đổi được số phận thì sao? Hoa không nghĩ tới chuyện đó vì cô còn ít tuổi. Hơn nữa trong đầu của cô mãi nghĩ đến cây hoa nhỏ trước nhà kia. Không biết lại câu chuyện đau thương gì đó sắp xảy đến với cô. Tiếng chuông điện thoại dưới nhà vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa. Cô bắt máy thì nghe giọng của mẹ Vân gấp gáp. Hoa ơi, bố con sắp không thể qua khỏi. Con mau về đi, về gặp mặt bố lần cuối. Hoa đánh rơi chiếc điện thoại xuống, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào. Cô đau đớn nghĩ tới người bố hết lòng yêu thương mình đang gặp nguy hiểm. Lòng của cô trùng xuống những đau thương.
Hoa lập tức chuẩn bị túi đồ chạy khỏi nhà tìm xe về quê. Cô gái kia thấy vậy vội chặn đường. Cô đừng đi, bây giờ cô đi sẽ gặp nguy hiểm. Cô không thấy cái cây kia đang héo rũ rồi sao? Lời của anh ta nói cô không nghe sao chứ? Nhưng mà người đó là bố tôi phải về gặp ông ấy. Khoan đã, bình tĩnh cô gái. Chẳng phải anh ta hứa sẽ bảo vệ gia đình của cô, chắc chắn anh ta làm được. Hoa liền khóc lóc. Anh ta đi đâu suốt bao nhiêu ngày nay? Ngồi như anh ta nói không đúng, ngồi như anh ta chỉ hứa suông thì sao? Cô gái kia nghe lời khuyên can Hoa. Cô gọi cho anh ta tới đi, anh ta có cách cứu bố cô thì sao? Hoa lập tức viết giấy gửi cho anh ta, nhưng ba lần liên tiếp không thấy người đó xuất hiện. Hoa không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa, cho nên xách túi chạy ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua cái cây cô không để ý, nó đang héo đen toàn thân. Cô gái ma lập tức lao ra vây lấy bước chân của Hoa lại. Bác xe ôm đồng Hoa gọi đột ngột không thể nổ máy. Hoa biết là do cô gái kia làm cho nên cáu giận. Cô có thôi ngay đi không? Tôi muốn về nhà với bố của tôi. Bác xe ôm thấy Hoa quát đầm mỹ ngạc nhiên, không biết cô nói chuyện với ai. Bác lúc này lẩm bẩm: mẹ kiếp, mới sáng ra đang hỏng xe, hôm nay là ngày gì không biết. Hoa lập tức xách túi chạy theo hướng bến xe đi tới. Lạ thay hôm nay không có xe nào chạy về quê của cô. Bất đắc dĩ cô chạy ra bút điện thoại ấn số máy của công. Anh ơi, bố em ở quê xảy ra chuyện, bây giờ em cần về nhà gấp, anh có thể giúp em tìm xe được không? Em không bắt được xe về quê. Công nghe vậy thì vội vàng nói: chờ anh sẽ tới đón em về ngay. Không để cho Hoa chờ lâu, Công trực tiếp lái xe tới đón Hoa. Cô gái kia thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Mong cô gặp bình an, nếu không chắc sẽ nhiều người hơn nữa vì cô mà bỏ mạng. Về đến nhà, Hoa lao ngay vào trong phòng thì bố đang nằm trên giường như đang ngủ. Bà Vân khóc lóc bên cạnh: con gái, con về rồi. Ông ấy, trời đất ơi, sao ông trời lại đầy đọa chúng tôi thế này? Hoa liền gấp gáp: có chuyện gì xảy ra với bố như vậy? Tại sao đang yên đang lành bố lại đổ bệnh? Tại sao mẹ không đưa bố con đi bệnh viện? Hoa hỏi dồn dập. Bà Vân lúc này liền lắc đầu nói: đi rồi thế nhưng bệnh viện người ta khuyên là cho về. Họ nói bệnh của ông ấy nặng quá rồi không có cứu được. Rốt cuộc là sao? Tại sao lại như vậy? Bố ơi, bố mau tỉnh lại đi. Con gái của bố về với bố rồi đây. Công lại gần an ủi Hoa: em bình tĩnh đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, sao em phải nén đau thương? Em mới mất em gái có mấy ngày thôi, tại sao giờ bố em lại nằm xuống như vậy chứ? Tại sao? Tại sao ông trời đối xử với chúng tôi tàn ác như vậy? Bà Hồng, chị gái của mẹ Vân, chạy vào rồi gọi lớn: dì Vân ơi, dì Vân! Có chuyện gì vậy ba? Có chuyện thật rồi. Tôi vừa gặp cái thầy bói, người ta nói dì đang gặp hạn trùng tang. Trùng tang? Sao nhà em lại trùng tang được chứ? Phải, người ta bảo phải cứu nhanh còn kịp, đợi qua đêm nay không cứu được đâu. Hoa lúc này liền sừng sốt: trùng tang là cái gì vậy bá Hồng? Bà Hồng lúc này liền đáp: thì trùng tang là đó chứ còn cái gì. Nghĩa là trong nhà này có người chết phải giờ trùng, rồi giờ nó về bắt hết người thân trong nhà. Trong nhà Hoa thì có cái tình mới mất được vài ngày, giờ xảy ra chuyện như vậy cho nên mọi người lo lắng lắm. Nếu trùng tang thì nhà đó liên tiếp có người bị bắt đi, người nọ nối tiếp người kia, lần lượt từng người phải chết bất đắc kỳ tử. Hoa lúc này hỏi: có cách nào không bá? Thầy có nói cách nào hóa giải trùng tang được không? Bà Hồng thì thào vào tay của em gái vài câu. Mặt của bà Vân bất giác tái mét: thật sao chị? Vậy làm sao? Bây giờ em phải làm sao? Bà Hồng lúc này nhẹ giọng: mau nhờ thầy giúp đi chứ biết làm sao. Thế nhưng mà tiền lễ lớn lắm, ngày đầu phải mở cửa ngục, rồi chuẩn bị voi ngựa các thứ nhiều lắm. Hoa lúc này nhanh nhẩu đáp: vậy báo với mẹ đi mời thầy đi, tiền lễ con sẽ xoay. Hoa vốn cũng tiết kiệm được một khoản vốn, tính toán sẽ mua một mảnh đất nho nhỏ để dành cho việc sắm chiếc xe đi lại. Giờ gia đình đang cần tiền cho nên cô sẽ lấy ra cho mọi người dùng trước, cứu người là quan trọng hơn cả. Bà Hồng thấy vậy mặt mũi sáng cả lên: vậy thì may quá, nhưng mà cháu có bao tiền,
Nghe đâu cả mấy trăm triệu đó. Thầy nhà mình là trùng tuần, cứ có một tuần là có một người chết. Hoa hơi hoảng sợ vì số tiền ấy đúng là quá lớn, nó vượt khỏi khả năng của cô. Cầm thấy nét mặt của Hoa trầm tư, lo lắng bèn nói: em cứ làm đi, phần còn lại giao cho anh. Hoa nhìn Công rơm rơm nước mắt: em cảm ơn anh, em mắc nợ anh nhiều quá. Đừng có nghĩ nhiều, cứu người là quan trọng, để anh nhờ người đưa tiền đến cho em. Công đúng là con nhà giàu thứ thiệt. Chỉ sau một cuộc điện thoại, rất nhanh tiền được chuẩn bị xong. Bà Vân lập tức mời thầy đến nhà. Vừa gặp thầy, Pháp Hoa đã cảm thấy khác thường. Cô muốn tiến tới chào thầy một câu, thế nhưng bị mẹ Vân ngăn lại. Con mau đi cùng bá Hồng sắm sửa thêm cho mẹ ít tiền vàng hoa cúc trắng. Nhất định là hoa cúc trắng mới được. Hoa nhanh chóng đi theo bá Hồng tìm kiếm những thứ còn thiếu để kịp giờ thầy làm lễ. Đoàn thầy Pháp có tất cả 9 người, ai nấy đều che kín mặt. Cả xóm đổ xô tới nhà của bà Vân xem lập đàn giải trùng tang. Bà Vân phải đi ra nói khéo hàng xóm rằng các thầy nói lập đàn âm khí nặng, cho nên mong bà con đi về kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Người lớn thấy vậy liền bảo nhau đi về, thế nhưng trẻ con hiếu kỳ muốn đứng lại xem. Thầy Pháp đứng giữa sân nhìn sang lũ trẻ con rồi lầm nhầm mấy câu. Lũ trẻ bấy giờ thấy xung quanh thầy xuất hiện những cái bóng trắng toát. Nó lè cái lưỡi đỏ lòm, hai con mắt lộn cả ra ngoài về phía của lũ trẻ. Lập tức không đứa nào dám đứng yên tại chỗ, chúng hét lên đầm ĩ rồi co chân chạy một mạch về nhà. Hòa mua đủ đồ về nhà thì đàn đã lập xong. 9 thầy Pháp xếp thành trận 8 người đứng 8 hướng. Một mình thầy đứng giữa canh đàn. Bà Vân lúc này vội vàng giục Hoa: con mau ngồi vào canh đàn cùng các thầy. Hoa lúc này sừng sốt: nhưng con có biết gì đâu mà ngồi vào đó. Thầy nói con hợp tuổi với bố con nhất, hơn nữa con lại là sinh ngày âm dễ nói chuyện với trùng, con sẽ thức tỉnh được nó rồi cứu bố con. Hoa nghe vậy không chút nghi ngờ, liền lập tức bước vào canh đàn, ngồi vào vị trí mà thầy Pháp đã xếp trước cho cô. Thầy trùm lên đầu của Hoa một chiếc khăn màu đỏ. Hoa chỉ cần ngồi im lặng không đứng dậy là được. Thầy dặn vậy chủ yếu cho những người chung quanh nghe, chứ quả thật sau khi chiếc khăn trùm xuống, Hoa không thể nào cử động được nữa. Dường như có sức mạnh vô thường nào đó đang giữ chặt người của Hoa. Đầu cô như có bàn tay lớn nào đó giữ chặt và ấn xuống. Mồ hôi từ Hoa túa ra. Bên ngoài các thầy vẫn nhảy múa. Thầy Pháp ở chính giữa hai tay hai thanh kiếm múa liên hồi. Sấm chớp nổi lên đùng đoàng, họ bất giác thấy hồn của mình bị tách khỏi thể xác. Cô lúc này ngạc nhiên: chuyện gì vậy? Tại sao lại có chuyện này? Nếu hồn lìa khỏi xác thì có thể Hoa sẽ không tỉnh lại được nữa. Tự nhiên bên tai của Hoa vang lên giọng nói khè khẽ: đừng nghe theo lời thầy Pháp, hãy đứng dậy đi, rời khỏi canh đàn ngay lập tức. Hoa lắc đầu cố gắng lắng nghe, nhưng bên tai cô chỉ còn tiếng ù ù rất khó chịu. Dường như Hoa đã mất kiểm soát, tiếng nói đó lại vang lên trong gió: cố lên, đừng nghe theo lời của thầy Pháp, ông ta đang tìm cách bắt hồn của em đấy. Hồn của Hoa quả nhiên bị tách ra khỏi cơ thể. Hoa hoảng hốt thấy hai quỷ sai đứng đó từ bao giờ. Hoa muốn quay lại thể xác của mình nhưng không tài nào nhập hồn được vào xác. Quỷ sai lập tức tới kéo tay của Hoa đi. Cô vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài. Một tên quỷ mở cái dù ra. Hoa lập tức bị cái dù chụp lấy. Bất lực đau đớn, Hoa nhìn về phía mẹ Vân, thấy bà đang cười. Hoa dường như hiểu ra đây chính là kế hoạch của bà ấy, muốn dồn cô vào chỗ chết. Hôm nay chắc chắn bà ấy sẽ không tha cho cô. Hoa uất ức ngay hàng nước mắt tuôn trào. Vừa lúc chiếc ô cụp lại, Hoa nghe tiếng hét lớn: mau tránh ra. Hoa bị tiếng hét đó làm cho giật mình. Ngay lập tức linh hồn của Hoa bị văng ra. Quỷ sai tức giận tung chiếc ô, giọt nước mắt của Hoa rơi xuống chiếc nhẫn. Trong chớp mắt linh hồn của Hoa biến mất. Thầy Pháp chứng kiến tất cả sự việc, bà ta cau mày khó chịu, lập tức sai âm binh vào quỷ sai tìm kiếm linh hồn của Hoa. Cùng lúc đó linh hồn của Hoa được đưa tới bờ sông. Hoa thấy người đàn ông đứng đó đợi cô. Hoa chưa kịp giải thích thì người đó đã lao tới mắng Hoa:
Tại sao em không nghe lời của anh dặn? Tại sao em lại trở về nhà? Em có biết bao nhiêu công sức anh cứu bố em bây giờ đổ sông đổ bể rồi không? Hoàng ngơ ngác, cô chỉ biết khóc lóc cầu xin anh hãy cứu lấy bố của mình. Người đàn ông liền đáp, muộn rồi. Ông ấy vì em mà mất đi cơ hội tỉnh lại. Em đang hài lòng chưa? Em xin lỗi. Anh ơi, cứu lấy bố em đi. Anh bây giờ không thể cứu được ông ấy. Sống được hay không phải xem phúc đức của người kiếp này tu được tới đâu. Đừng làm vậy mà. Hãy cứu lấy bố của em. Nhưng em đã phá đi tất cả rồi. Bây giờ em lo cho bản thân của mình đi. Nếu trong vòng 8 tiếng em không nhập được vào thân thể, thì em cũng đừng mơ mình sẽ sống. Hoa nghe lời của người đàn ông nói vậy thì bất giác lo lắng. Hóa ra mẹ kế đã dày công lên kế hoạch bắt giữ linh hồn của cô. Giờ nếu không bảo vệ được thể xác thì cô khó lòng mà quay về. Người đàn ông lúc này chỉ nói, chỉ e là họ sẽ đụng tay đụng chân với em, khó lòng em có thể quay trở về thân xác. Em có quay lại đó cũng là cái bẫy do họ đặt ra. Chuyện trùng tăng thì sao? Có thật là em gái em chết trùng? Giờ em còn ngây thơ như vậy, thằng nào bị người ta lừa. Em gái em là số trời định phải chết, ở đâu ra mà chết trùng chứ? Vậy tại sao bố em lại nguy hiểm? Vậy phải hỏi bà mẹ kế của em đã ban phước gì cho ông ấy. Nếu không phải bà ấy dùng linh hồn bố em để đổi lấy phần linh hồn của bà ấy, bố em vẫn sống khỏe mạnh. Bà ấy đã giao dịch với quỷ, sợ rằng hôm nay nhất định phải có người chết. Nếu thật đúng kế hoạch thì người chết chính là em. Vậy nếu hôm nay em không chết thì người kia sẽ chết là bố em phải không? Bố em bây giờ cả ba phần hồn đều bị họ bắt giữ. Kể cả em có hy sinh mạng sống ngay bây giờ, chắc chắn phần hồn của bố em cũng khó quay lại. Nếu như không phải anh quay lại cứu em, ngay lúc này có lẽ linh hồn ông ấy có thể quay về cũng nên. Hòa suy sụp ngay lập tức. Cô biết mình đã gây ra lỗi lầm quá lớn. Nếu hôm nay cô chết tại đó, hai người bố tội nghiệp của cô có chết, thì tất cả tội lỗi đều do cô tự làm tự chịu. Đột nhiên trong đầu của Hoa xuất hiện một cảm giác buông bỏ. Cô không muốn tiếp tục sống trong đau khổ. Người đàn ông tức giận quát, em ngu ngốc, em tưởng em chết đi mọi chuyện sẽ yên ổn hay sao? Mau tỉnh táo lại đi. Nếu em chết đi thì hãy cứu vớt linh hồn cho bố em và em gái của em. Còn em trai của em cũng mất đi một phần hồn nữa, ai giúp thằng bé? Em muốn em chết đi cho yên phận em và những người khác vì em mà chết. Họ là vì em mà chết. Hoa đứng bật dậy, không, tôi phải cứu họ. Làm ơn giúp tôi đi, tôi nhất định phải cứu lấy họ. Người đàn bà độc ác kia nhất định phải trả giá. Thế Hoa hạ quyết tâm, người đàn ông lập tức vui mừng. Vậy bây giờ nhanh chóng tìm cách nhập vào thể xác sớm nhất. Quan trọng là chúng ta phải bảo vệ được thân xác cho em. Nhưng mà chúng ta đều chỉ là linh hồn. Còn một người nữa giúp được em, chỉ cần anh sử dụng linh lực sai khiến anh ta làm theo ý của mình chắc chắn thành công. Nói rồi người đàn ông dặn Hoa ở yên đó, không được phép đi đâu. Anh ta dặn xong liền lập tức biến mất. Phía bên nhà của bà Vân đang hỗn loạn, thầy Pháp Hòa hét lập đàn giữa sân. Còn lại bà Vân thì ôm thi thể của Hòa khóc ngất liền ngất xuống. Con ơi, làm sao đây? Để con xấu số của mẹ. Bố còn nằm kia chưa rõ sống chết, con đã vội bỏ mẹ mà đi vậy con ơi. Bà ấy khóc lớn quá đến nỗi hàng xóm đều nghe thấy. Ai cũng hoảng sợ cái thần trùng nhà bà. Người ta thì thào truyền tay của nhau rằng thầy pháp cao tay mà chưa bắt được trùng, nó sẽ bắt hồn của Hoa và ông Tân đi. Họ lo lắng cho bà Vân và thằng Tâm không biết có thoát được kiếp nạn hay không. Công bóng hầm hầm chạy tới xô bà Vân ra rồi quát, tránh xa cô ấy ra, mấy người súng lại như vậy cô ấy thở làm sao. Anh bất chấp mọi người ngăn cản cướp lấy Hoa từ tay của bà Vân. Bà ấy thấy vậy thì liền gào lớn, trời đất ơi, con tôi xấu khổ sao các người lỡ hành hạ nó như vậy. Công không chịu nghe, anh nhào tới gọi Hoa rồi tiến hành ép tim hô hấp nhân tạo. Bà Hoa sợ Công gọi được Hoa tỉnh dậy cho nên bà ấy sai người lao vào cướp Hoa trở lại. Khuôn mặt của Công bỗng đỏ lên, ánh mắt đục ngầu để căm phẫn. Cút đi, các người cút đi cho tôi, ai dám lại gần tôi giết chết người đó.
Công rút lấy thanh kiếm trên tay của thầy Pháp giơ về phía bà Vân dọa nạt. Bà Vân gào lên ăn vạ lấy lòng thương từ mọi người chung quanh. Công lúc này quát lớn. Các người mau gọi cấp cứu. Tôi muốn có bác sĩ. Cô nhất định không chết. Nếu có Diêm Vương ở đây tôi cũng giết cả Diêm Vương. Ai cản tôi kẻ đó phải chết. Công điên loạn chém về phía trước khiến cho mấy người nhà của bà Vân không dám lao vào. Một lúc sau xe cứu thương tới. Bác sĩ đưa cả Hoa lẫn ông Tân tới bệnh viện. Người có tiền đúng là làm phiền được thiên hạ. Anh ta cho Hoa và ông Tân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có bác sĩ túc trực 24/24. Bà Vân nhào vào bệnh viện đòi gặp chồng và con gái, nhưng đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hoa tận mắt chứng kiến Công vì mình mà bất chấp nguy hiểm, trong lòng của cô bỗng xúc động lạ thường. Ý thức được sống trở lại trong cô càng mãnh liệt hơn. Cô cố gắng nhập lại hồn và thể xác mà không hiểu tại sao toàn bị đẩy ngược ra. Cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì mà linh hồn không thể nhập vào thể xác. Cô gọi người đàn ông nhưng mà anh ta biến mất không một dấu vết. Cô gọi mãi mà người ta không đáp lại. Bất lực và mệt mỏi, giọt nước mắt cô lần nữa đã chảy thành hàng. Đúng lúc chiếc nhẫn chạm vào nước mắt thì sức mạnh vô hình đã đẩy linh hồn cô quay trở về thể xác. Hoa từ từ mở mắt. Tin tức Hoa sống lại nhanh chóng được truyền ra. Bà Vân đứng yên như chôn chân tại chỗ. Bà đã tính toán kỹ càng mọi bước cuối cùng, lại bị Công phá hỏng đi tất cả. Bà điên cuồng lao ra đường. Bà Hồng phải kéo em gái lại. Bình tĩnh đi, chúng ta còn có cách khác. 30 chưa phải là Tết, dì Hà cớ gì phải nóng giận. Thế nhưng nó tỉnh lại rồi. Chúng ta đã bỏ qua mất ngày giờ tốt. Em không thể tiếp tục chờ đợi. Nó sống em phải chết, em không muốn chết. Được, thì nó chỉ cần trong 7 ngày tới chúng ta bắt được linh hồn của nó thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Nhưng hôm nay nhất định phải có người chết, nếu không em sẽ bị bắt mất hồn đó ba. Bây giờ em phải làm sao? Bà ta không để cho em có cơ hội lựa chọn. Được rồi, giờ ở đây chúng ta không thể vào trong thì về nhà tìm cách. Nhất định phải có cách để hồn ai đó thế chỗ cho em. Chúng ta đi cầu xin bà ta là được. Mà chồng em hiện tại đang bị giữ hồn hay sao? Nếu hết cách hãy giao nốt phần hồn còn lại của chú ấy cho bà ta là được. Nhưng đó là chồng em, là bố của thằng Tâm. Giờ bố thằng Tâm cũng bị bắt mất hai hồn. Em nghĩ chú ấy còn sống được bao lâu? Sớm muộn gì lúc quỷ sai cũng bắt hồn chú ấy. Vậy thì hãy để chú ấy hy sinh cho vợ con. Hai người phụ nữ kéo nhau ra về. Họ phải lấy linh hồn thay thế. Nếu không hôm nay Hòa sống lại thì một người buộc phải chết. Họ tính toán dùng phần hồn của ông Tân giao dịch với quỷ sai. Hoa tỉnh lại liền lập tức hỏi thăm thông tin của bố. Công cho biết ông Tân vẫn được chăm sóc trong phòng đặc biệt. Hiện tại ông ấy vẫn như người thực vật, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hoa đau lòng lắm, cô tự trách mình đã phá hỏng kế hoạch của người đàn ông kia, để chính mình và bố cùng rơi vào nguy hiểm. Cô một mừng muốn đi gặp bố, nhưng lại bị Công ngăn lại. Anh nhắc cô giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Hoa chỉ biết cảm ơn Công nhiều lần, bởi nếu hôm nay không có Công kịp thời ra tay, chắc cô khó lòng mà sống sót trở về. Trong lòng của Hoa bấy giờ ngoài biết ơn còn có thêm chút xao động. Cô suy nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua, Công đã âm thầm bên Hoa lo lắng chăm sóc cho cô. Người ta là con nhà giàu lại chấp nhận ở bên Hoa, một cô gái nghèo có hoàn cảnh éo le. Gia đình Hoa và Công không có chút liên quan, không muốn đăng hộ đối. Nhiều người vẫn bảo Hoa lọt được vào mắt xanh của Công là cô đã may mắn. Đáng lẽ Hoa phải chớp lấy cơ hội sớm mới đúng. Đằng này sau bao nhiêu năm, cô vẫn không mở lòng và luôn tìm cách lẩn tránh. Phòng đặc biệt có tiếng chuông báo động, bác sĩ lập tức chạy vào. Họ biết chắc bố mình đang gặp chuyện. Cô vội vã rời khỏi phòng bệnh chạy sang với bố thì bị bác sĩ ngăn lại. Hoa vội vàng xin. Bác sĩ à, bố tôi làm sao? Làm ơn cứu lấy bố tôi. Tôi xin bác sĩ đấy. Người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Người bác sĩ nói rồi quay vào bên trong. Công nghe y tá báo tin vội chạy tới. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoa. Bất giác Hoa xoay lưng dựa vào Công khóc thút thít. Anh à, nếu bố em có mệnh hệ gì em mới sống sao đây? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng quá lo. Bác sĩ nhất định sẽ cứu được bố em.
Rất lâu sau phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt mệt mỏi. Công vội vã hỏi thăm tình hình, bác sĩ đáp: chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hoa nghe đến đó thì ngất lịm cả đi. Mọi người lập tức dìu cô về phòng. Cùng lúc đó bên phía bà Vân đang cắt tay lấy máu nhỏ vào một chiếc hồ lô nhỏ. Bà ta cố gắng gọi quỷ sai tới làm giao dịch. Bất chợt một cái bóng trắng xuất hiện làm cho bà ta bị ngã. Chiếc hồ lô rơi xuống đất vỡ tan. Bà Vân giận dữ vác con dao đuổi theo chém cái bóng. Miệng của bà ta liên tục chửi rủa: cút đi, mày dám phá hỏng chuyện của tao hết lần này đến lần khác, tao giết mày, nhất định tao giết mày. Trước mặt của bà ta chỉ có một màu máu, mà ta điên cuồng chấm loạn. Bà Hồng sợ hãi rồi hét lớn: cứu với, có ai không cứu với, dì Vân bị mai nhập rồi. Bà Hồng hét lớn đến nước hàng xóm chung quanh đều chạy ra. Họ thấy bà Vân một thân nhuộm máu đang cầm con dao chém loạn xạ. Ai nấy đều sợ hãi không dám tới gần. Họ kinh sợ chạy đi báo công an. Bà Vân mắt đỏ lòm đầy giận dữ. Bà ấy muốn giết chết cái bóng mà đó, nhưng nó bay quá nhanh, sức của bà đuổi theo không được. Bà tiếp tục đuổi thì nó đứng sững lại. Bà thẳng tay chém xuống. Ai ngờ tiếng của bà Hồng kêu lên đầy đau đớn. Hàng xóm sợ hãi thấy bà Vân chém thẳng con dao vào bả vai chị gái. Máu cứ như vậy phun ra, làm ướt cái áo bà Hồng đang mặc. Bà Hồng dùng hết sức gọi em gái, thế nhưng bà Vân lại chẳng thể nào nghe. Điên cuồng bà Vân tiếp tục chém xuống. Máu phun lên khuôn mặt của bà Vân. Thân thể của bà Hồng gục xuống thì bà Vân mới dừng tay lại. Bà ấy cười như điên dại: tao chém chết mày, tao chém chết mày. Quỷ sai xuất hiện, nó phát hiện ra cái bóng trắng liền lập tức tung ô để thu hồn. Bóng trắng hoảng loạn lập tức biến thành làn khói xám bay vụt đi. Quỷ sai tức giận nhìn bà Hồng gục bên vũng máu. Nó đưa chiếc ô chụp lấy bà. Linh hồn của bà Hồng cứ như vậy bị bắt đi. Bà Vân cũng bị công an khống chế đưa đi ngay sau đó. Phía bên bệnh viện, Hoa chậm chậm mở mắt. Cô dường như đau lòng tới mức không thể nào thốt lên được thành lời. Nước mắt cứ như vậy chậm chậm rơi. Công xót xa cho Hoa, anh thông báo: em đừng đau lòng quá, bố em không sao cả, Chúa nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại. Hoa không tin vào tay của mình rồi còn hỏi: anh nói thật chứ, bố em sẽ tỉnh lại? Đúng, Chúa nhất định sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nói tín hiệu đã khả quan hơn rồi, em yên tâm đi. Qua chiều ngày hôm sau, Hoa nhận được tin bà Vân bị bắt vì tội giết người. Người giết lại chính là chị gái của bà Vân. Hoa không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thông qua hàng xóm kể lại, cô mới biết rõ sự tình. Thằng Tâm hoảng loạn vì hành động điên cuồng của mẹ. Nó cứ ngây người ra ngồi yên một chỗ chẳng nói năng gì. Mỗi lần có tiếng động nó lại sợ hãi hết toáng cả lên. Nó lo sợ mẹ nó cầm dao đâm chém loạn xạ như đêm qua. Suốt cuộc nhà Hoa trong vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Em gái thì mất, bố thì nằm viện chưa biết khi nào tỉnh lại. Mẹ thì phát điên đến nỗi giết người. Còn em trai thì cũng đang bị hoảng loạn tinh thần. Một mình Hoa phải chạy xuôi chạy ngược lo hết việc này đến việc khác. May mắn cho cô là những ngày này luôn có công túc trực bên cạnh lo lắng và giúp cô giải quyết công việc. Bà Vân sau khi bị bắt vẫn điên loạn bất thường. Bà ấy luôn ngày ngày gào khóc đòi giết người. Đến nỗi mấy anh công an còn nhức đầu vì tiếng gào thét của bà. Họ kết luận bà ấy bị tâm thần cho nên mới gây ra hành động giết người điên cuồng như vậy. Bà Vân bị nhốt riêng trong phòng đặc biệt. Mỗi ngày bà ấy đều được bác sĩ tiêm cho thuốc an thần. Nhưng mà dường như bà Vân không đáp ứng thuốc. Bà ấy nhào tới cắn cổ một cô y tá tiêm mức máu phun đầy phòng. Thấy máu là bà ấy lại càng thêm phấn khích bắt đầu cười lớn. Dòng cười của bà ấy ghê sợ đến nỗi ai nghe thấy đều phải rùng mình ớn lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.